chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thú vị là blockchain, và mình hứa rằng chúng ta sẽ nói về nó một cách thật đơn giản. Nếu bạn là người mới hoàn toàn với blockchain thì đừng lo lắng, mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn ở trong video lần này. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem blockchain là gì. Blockchain như một cuốn sổ cái kỹ thuật số và cho phép ghi lại giao dịch và dữ liệu một cách minh bạch và không thể sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Blockchain được biết đến nhiều nhất trong các hệ thống tiền điện tử, ví dụ như là Bitcoin, để duy trì hệ thống giao dịch an toàn và phi tập trung. Vậy thì tại sao blockchain lại quan trọng? Blockchain quan trọng bởi 3 cái đặc điểm nổi bật. Một là về tính minh bạch. Người dùng hoàn toàn có thể kiểm tra được thông tin của các giao dịch, bao gồm địa chỉ phí, số tiền, đích đến của giao dịch ngay trên mạng lưới của blockchain. Thứ hai là blockchain không thể sửa đổi. Các block được liên kết với nhau bởi mã hash, hoạt động theo cơ chế liên kết chặt chẽ để dữ liệu trên blockchain không thể bị thay đổi. Thứ ba là tính phân tán. Blockchain được vận hành bởi các node, hay còn gọi là các siêu máy tính. Và mỗi node thì sẽ lưu trữ một bản sao sổ cái blockchain và được phân bổ khắp nơi ở trên thế giới. Và khi một node bị ảnh hưởng thì toàn bộ mạng lưới cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Vậy thì blockchain hoạt động như thế nào? Blockchain hoạt động dựa trên hai khái niệm quan trọng là khối, block và chuỗi, còn gọi là chain, để kết hợp với nhau tạo thành blockchain. Và blockchain là tập hợp các khối được liên kết với nhau theo thứ tự thời gian, khối sau liên kết với khối trước và tạo thành một chuỗi. Mỗi khối trong chuỗi khối được liên kết với khối trước đó thông qua mã hash. Mã hash hay còn gọi là mã hàm băm. Mã hash của khối trước đó sẽ được lưu trong header của khối hiện tại, tạo thành một chuỗi liên kết không thể bị thay đổi dễ dàng. Vậy thì trong block bao gồm những cái gì? Trong block bao gồm dữ liệu, mã hash và mã hash của khối trước đó. Và về dữ liệu thì dữ liệu bao gồm thông tin các giao dịch được thêm vào khối đó. Ví dụ như trong blockchain của Bitcoin, dữ liệu giao dịch sẽ chứa thông tin về địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, số lượng Bitcoin được chuyển đi và các thông tin liên quan khác. Mã hàm băm hay còn gọi là mã hash. Mã hash này là một dãy số và chữ duy nhất đại diện cho một block. Và mã hash được tạo ra để liên kết các cái block lại với nhau và giúp nhận biết xem là khối nào là khối trước và khối nào là khối sau. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình của mình là mỗi một block sẽ có một cái mã hash và không hề bị trùng lặp với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là mã hash của khối trước thì như thế nào. Vì mã hash của mỗi khối được liên kết với mã hash của khối trước đó, nếu như có ai muốn thay đổi thông tin trong một khối cũ thì mã hash của khối đó sẽ thay đổi và ảnh hưởng đến mã hash của các khối tiếp theo. Trên màn hình của mình mọi người có thể nhìn thấy quy trình một mã hash được tạo ra và thêm mới ở trong một blockchain. Thì mọi người có thể nhìn thấy là trong mỗi một block thì sẽ bao gồm mã hash của block đó và mã hash của khối trước. Vì vậy, hãy thử hình dung là nếu như một hacker muốn chạy một node trên mạng blockchain và muốn thay đổi blockchain này để đánh cắp tiền điện tử từ những người khác. Vậy thì để làm được điều này, hacker sẽ phải thay đổi mã hash của tất cả các cái block phía sau để phù hợp với mã hash của khối mà hacker muốn thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, hacker sẽ phải thuyết phục các node rằng mã hash mới tạo ra là bản hợp lệ và các node đều phải đồng loạt xác nhận sự hợp lệ đó. Và điều này thì gần như là không khả thi, đặc biệt là đối với các mạng blockchain có những cái node lớn và được phân bổ rộng khắp ở trên thế giới. Vậy thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là blockchain được sử dụng như thế nào. Blockchain thì bao gồm các cái khối, và các cái khối này thì sẽ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu về các giao dịch tiền tệ. Ngày nay theo thống kê thì có hơn 10.000 hệ thống tiền điện tử khác đang chạy ở trên blockchain. Nhưng blockchain thực sự là một cách đáng tin cậy để lưu trữ dữ liệu về các cái loại giao dịch khác. Ngoài ra thì có rất nhiều hình thức triển khai blockchain khác nhau như ngân hàng và tài chính, tiền tệ, chăm sóc sức khỏe, hồ sơ tài sản hay là chuỗi cung ứng. Và chúng ta có thể thấy là công nghệ blockchain đã mang lại cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực. Với tính phân quyền, phi tập trung và bảo mật cao, thì blockchain đã tạo ra một nền tảng an toàn, minh bạch cho giao dịch và quản lý dữ liệu. Từ việc sản xuất cho đến logistics, giáo dục, y tế hay thương mại tiền điện tử, blockchain thật sự là đang thúc đẩy sự thay đổi và cải thiện quy trình trong các ngành công nghiệp này. Vừa rồi là một số thông tin tổng quan về blockchain, và nếu như bạn thấy thú vị thì hãy theo dõi kênh để biết thêm nhiều kiến thức về blockchain nhé.